Lần hiện ra thứ nhất, ngày 11 tháng 2 năm 1858. Một bà thật đẹp, mặc áo trắng. Một lần nữa, ngọn lửa trong lò sưởi của gia đình ông bà Subirus tắt ngắm. Vào buổi sáng mùa đông giá rét này, tình cảnh gia đình thật bi đát. Họ thiếu thốn tất cả mọi thứ nhu yếu phẩm, kể cả củi để đốt lò sưởi. Không có ngọn lửa nhảy múa, các bức tường của căn phòng độc nhất của gia đình hình như trở nên xám xịt và ẩm ướt hơn. Thật ra, phải gọi căn phòng này là một phòng giam mới đúng, vì cả gia đình, 6 người, sống chen chúc nhau trong chỉ vài mét vuông. Nhưng dù có gọi đó là phòng giam thì cũng không có gì mỉa mai đâu, bởi vì nơi đây vốn là một phòng giam cũ được sửa chữa và nâng cấp chút đỉnh vì quá dơ bẩn. Và một người bà con họ hàng đã thương tình cho gia đình Subirus vào đó để ở. Tuy nhiên, gia đình Subirus không bao giờ than vãn về sự nghèo khổ của mình. Trái lại, lúc nào họ cũng mỉm cười. Không có củi để đốt lò sưởi, chuyện nhỏ, họ sẽ ra ngoài ô thành phố kiếm củi. Nếu chịu khó đi đến bờ sông Gaf ở Lộ Đức, chắc chắn họ sẽ lượm được rất nhiều củi. Và rồi ngọn lửa sẽ tiếp tục nhảy múa trong lò sưởi và lại sưởi ấm bầu khí lạnh lẽo và ảm đạm của phòng giam này. Chính Bernadette là người đầu tiên xin tình nguyện đi lượm củi. Cô em kế Tonette lập tức chạy đến cửa ra vào, bởi vì em muốn đi theo người chị cả của mình. Nhân dịp này, con sẽ lượm xương các con vật. Bà mua bán đồ cũ chắc chắn sẽ trả cho con 5 xu. Cô bé rất phấn khởi. Bà Louise Subirus, người mẹ của các cô bé, mỉm cười đồng ý. Ông Rangsoa, người cha của gia đình trắng tay kể từ khi chiếc cối xay của ông bị hư hỏng hoàn toàn. Và hiện tại, ông đang thất nghiệp. Do đó, đối với ông, có được vài xu cũng là điều đáng mừng. Tuy nhiên, bà Subirus ra lệnh: Tonette, con đi một mình với bạn Jean của con. Bernadette phải ở nhà, vì trời lạnh buốt như thế này, Bernadette ra khỏi nhà chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Bernadette vốn bị suyễn kinh niên nên rất khổ sở khi thời tiết thay đổi. Và mặc dù đã 14 tuổi, nhưng trong em rất yếu ớt. Mẹ ơi, Bernadette van xin, mẹ cứ để cho con đi, con sẽ mặc áo ấm mẹ ạ. Vì Bernadette kiên trì năn nỉ, nên sau cùng bà Subirus đành nhượng bộ, để cho đứa con gái cưng của mình ra đi với Tonette và Gina dưới gió mưa rét mướt. Vừa ra khỏi thành phố, các cô bé đi thật nhanh qua các đồng cỏ phủ đầy sương mù. Khi đến bãi cát, nơi con sông Gave, gặp con lạch nhỏ của nhà máy xây Savi, các cô bé dừng lại để quan sát bờ sông bên kia. Ở đó, dưới hang Massa Pile, gỗ mục và xương súc vật cả đống. Gina và Tonette lập tức cởi đôi ủng ra để lội qua bờ bên kia trong dòng nước giá lạnh. Trong khi Bernadette hơi do dự vì cô bé đã hứa với mẹ mình là không để bị cảm lạnh. Hai em giúp chị qua bờ bên kia đi, hay cởi đôi ủng ra và lội như bọn em nè. Hai cô bé Gina và Tonette đã qua được bên bờ kia và bắt đầu gom củi. Bernadette không có chọn lựa nào khác nên đành phải cởi đôi ủng ra. Nhưng thình lình em nghe một luồng gió đột ngột thổi qua trong làn sương mù đầy hơi nước. Cô bé đưa mắt nhìn cây bạch dương mọc không xa sông gây lắm. Cô thấy các cành cây vẫn đứng im. Tưởng mình nằm mơ, Bernadette tiếp tục cởi đôi ủng ra. Một lần nữa, cơn gió lại thổi đến. Lần này, trước mặt cô bé, trong cái hốc ngòn ngoèo của hang đá, một cây hoa hồng dài ằn xuống dưới cơn gió nhẹ. Hình như cây hoa hồng đang đùa trong gió, dưới chân một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần. Mặc một chiếc áo dài trắng, sâu chuỗi trong tay, cô gái lạ kia đứng ở chỗ lở hổng của tảng đá, tỏa ra một ánh sáng dịu dàng
và cười thật tươi với Bernadette. Cô bé không dám tin vào mắt của mình nữa. Cô bé dụi mắt và nhắm mắt nhiều lần, tin chắc rằng mình thấy lầm. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy, vì cô gái lạ kia vẫn đứng đó và vẫn mỉm cười hiền lành. Theo phản xạ, Bernadette thọc tay vô túi áo, lấy sâu chuỗi ra rồi định đưa tay làm dấu thánh giá. Nhưng vì quá sợ hãi, cô bé không thể nào đưa tay lên trán để làm dấu thánh giá được. Cô bé đành buông thõng tay xuống và run lập cập. Lúc bấy giờ, chính cô gái lạ kia làm dấu thánh giá để Bernadette bắt chước làm theo. Khi thấy như vậy, cô bé gắng một lần nữa và lần này thì thành công. Sự sợ hãi dần biến mất và thay vào đó là sự bình an hoàn toàn trong tâm hồn. Cô bé liền quỳ gối và lần hết một chuỗi. Cô gái lạ lần theo Bernadette, lướt hột chuỗi trong các ngón tay mà không hề mấp máy đôi môi. Khi lần chuỗi xong, cô gái lạ mời Bernadette đến gần mình bằng một cử chỉ thân thiện. Nhưng cô bé không thể bước tới trước một bước. Rồi cô gái lạ kia không nói không rằng biến mất cách bí ẩn như lúc hiện ra. Mình phải làm gì bây giờ? Bernadette tự hỏi khi gặp lại Gina và Toinette cách đó không xa, gần bên hang đá. Cô bé quyết định làm như không có gì xảy ra, rồi lội qua dòng nước lạnh buốt mà không một chút trở ngại nào, để gặp các em của mình đang mãi lo bó củi lại và hỏi trống không: các em có thấy gì không? Không, bọn em đâu có thấy gì. Bộ chị thấy gì sao? Bernadette khéo léo tránh né trả lời và nói sang chuyện khác. Phải làm thế nào để có thể kể câu chuyện không thể kể được này? Tuy nhiên, vì bí mật này nếu mang mãi thì quá nặng. Nặng hơn cả bó củi cô bé đang mang trên lưng để đem về phòng giam của gia đình. Trên đường về nhà, cô bé quyết định không giữ bí mật nữa. Khi Gina vượt qua hai chị em để đi trước, Bernadette liền kể cho em mình là Toinette nghe việc hiện ra không thể tin được mà cô bé đã chứng kiến và yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối. Bằng một giọng còn run rẩy vì sợ hãi và cũng vì quá xúc động. Nhưng làm sao cô bé mười mấy tuổi có thể giữ bí mật được lâu? Vừa bước vào nhà, lợi dụng lúc Bernadette đi ra ngoài, Toinette giả vờ ho nhiều lần để bà mẹ chú ý. Một cách làm khéo léo, bảo đảm thành công. Tại sao con ho nhiều vậy? Con bị bệnh rồi phải không? Không phải đâu mẹ, nhưng con sắp kể cho mẹ nghe những gì chị Bernadette vừa kể cho con nghe. Chị ấy thấy một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần trong hang Massapile. Bà Subirus phản ứng mạnh mẽ và hỏi thẳng cô con gái lớn của mình: chuyện này là thế nào? Gia đình Subirus là những người lương thiện, nhưng họ cũng đã gặp phải một số vấn đề phiền phức. Khi người cha của gia đình bị tố cáo ăn cắp hai túi bột mì và bị tống giam vào ngục, bộ việc không hay đó sắp tái diễn hay sao? Nhưng Bernadette chỉ có thể kể lại cho mẹ mình nghe điều mà cô đã kể cho Toinette. Điều gì cô đã thấy? Không thêm bớt gì cả. Khi nghe xong, bà Subirus ra lệnh: con không được phép trở lại hang Massapile nữa. Ông Rangsua, người cha trong gia đình, đã lắng nghe tất cả câu chuyện. Ông hoàn toàn đồng ý với vợ mình. Ông thương yêu con gái của mình và hoàn toàn tin tưởng con mình không nói dối, không bị chuyện. Trong gia đình Subirus, tình yêu và sự tin tưởng là hai thứ của cải không bao giờ thiếu. Phải bảo vệ Bernadette, ông cấm con của mình trở lại hang để khỏi có những ảo tưởng nữa. Hai ông bà nói với các con: chúng ta hãy cầu nguyện. Lời cầu nguyện luôn là sức mạnh của gia đình đạo đức này. Từ khi chào đời, Bernadette đã học tại một trường đào tạo đức tin thật tốt.